Sáng ngày 24 tháng 1, Đại tá Phan Văn Chẩn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Gia Lai đã công bố thông tin ban đầu vụ giết hại hai cha con tại huyện Đức Cơ. Theo đó, lúc 1 giờ 10 phút sáng ngày 21 tháng 1, Công an tỉnh Gia Lai nhận được tin báo từ Công an huyện Đức Cơ, tại nhà ông Nguyễn Xuân Cường xảy ra vụ án mạng, làm ông Cường và cháu Nguyễn Thị Thu Thủy 18 tuổi tử vong, bà Phạm Thị Mão 56 tuổi và bà Lưu Thị Hồ 90 tuổi bị thương. Trên cơ sở điều tra từ các tài liệu thu thập được, 18 giờ ngày 23 tháng 1, cơ quan điều tra đã tiến hành mật phục bắt đối tượng Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1992, trú tại xã Gia Cla, huyện Đức Cơ và đang đăng ký tạm trú tại thôn Tư, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku. Bước đầu đối tượng khai nhận vào đêm xảy ra án mạng, Tiến đi ngang nhà ông Nguyễn Xuân Cường thì thấy có con chó xích ở giữa sân nên nảy sinh ý định vào trộm cắp. Tiến đã cắt lưới B40 ở phía sau nhà để lẻn vào sân nên gây tiếng động, khiến ông Cường tỉnh dậy rồi bật điện nhà và mở cửa. Sau khi không thấy động tĩnh gì, ông Cường đã tắt điện đi ngủ tiếp, nên Tiến tiếp tục trốn khỏi nơi ẩn nấp để hành động. Nhưng ông Cường đã bất ngờ mở cửa và bật điện phát hiện ra Tiến nên đã kéo Tiến vào trong nhà để làm rõ. Vì hoảng sợ nên Tiến đã rút sẵn con dao gấp ở trong người ra để đâm tới tấp vào người ông Cường. Vợ ông Cường là bà Phạm Thị Mão và con gái là Nguyễn Thị Thu Thủy đã ra ứng cứu, nhưng đã bị Tiến dùng dao chống trả, khiến họ bị thương nặng và gục tại chỗ. Thì sau khi tôi chạy trốn, tôi chạy lên quán bia, tôi uống nước, xong rồi đi, xong cách hai hôm sau thì tôi quay lại đó, tôi uống nước và trên đường đi về Gia Lai thì bị công an giao thông và tỉnh chặn lại và bắt tôi, và tôi đã khai báo đúng sự thật và nhận tội ạ. Chiều ngày 23 tháng 1, khi Tiến đang di chuyển trên quốc lộ 19B từ huyện Đức Cơ đi thành phố Pleiku đến khu vực xã Bầu Cạn, huyện Chư Prong thì bị lực lượng công an mật phục bắt giữ. Đây là vụ án rất khó ở chỗ là tính chất vụ án nếu như thế nào thì ngay ban đầu chúng ta cũng rất là khó đánh giá. Thế thì công tác điều tra thì chúng ta cũng đã bám vào những cái nội dung đó và chúng ta đã triển khai rất là tốt và có những người dân rất tốt. Phải nói đây là cái mà chúng ta phải nói rằng quần chúng giúp đỡ chúng ta rất tốt. Thế nếu không có thông tin của quần chúng thì lực lượng chúng ta tìm không rất là khó. Gia Lai Điện Tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng này.